Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái kiến thức mà khá là nhiều người gặp phải trong cái quá trình thiết kế. Đó chính là ở hiệu ứng RGB của chúng ta. Cái hệ màu này thì chúng ta sẽ giữ nguyên được các cái hiệu ứng ánh sáng và cái màu sắc cũng tươi sáng hơn. Nhưng mà khi mà các bạn mà chuyển qua cái hệ màu in là CMYK ấy, cái file của chúng ta không còn giữ được cái hiệu ứng như ở trên RGB nữa. Và các bạn có hỏi mình là có làm được không, và mình khẳng định với các bạn là có làm được các bạn nhé. Nhưng chúng ta sẽ mất thêm một chút thời gian. Cái này nó cũng sẽ bắt buộc là các bạn phải am hiểu một chút về màu sắc. Nếu như mọi khi mà các bạn có cái quyển Pantone màu thì là cái về cái xử lý nền thì nó sẽ đơn giản hơn. Nhưng mà khi mà bạn không có quyển Pantone màu, bạn làm tay bo với cả cái file thiết kế của mình, thì mình nghĩ rằng là cái thiết kế của chúng ta nó sẽ không được chuẩn lắm. Cái đấy là điều chắc chắn. Với những cái khách hàng dễ tính thì không sao, nhưng mà khách hàng mà các bạn làm việc với những người mà người ta khó tính ấy, thì đó lại là một cái vấn đề rất là lớn. Vậy thì tùy từng cái trường hợp mà chúng ta sẽ thương lượng với khách hàng về cái sai số trong cái màu sắc in nhá. Ví dụ như là cái file các bạn đang nhìn ở đây, đây là một cái file về thiết kế về cái mẫu hộp khẩu trang nhưng mà là tiếng của Nhật Bản. Thì cái file này thì mình cũng có sử dụng cái hệ RGB nha các bạn nhé. Và muốn làm được cái cách này thì các bạn hãy ẩn hết những cái phần mà các bạn không sử dụng cái hiệu ứng đi. Ví dụ đây là những cái mà các bạn sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi rõ rệt nhất. Các bạn hãy xuất cho mình một cái file. Nhưng mà nhớ nhá, cái này phải là kích thước thật. Ví dụ hộp của bạn là 18x20 thì các bạn bắt buộc phải để là 18x20cm nhé. Đừng có để cái tỷ lệ thấp hơn, thì khi xuất file ra các bạn ảnh nó sẽ bị vỡ nét. Các bạn phải lưu ý như vậy giúp mình. Các bạn hãy xuất cho mình cái file này đi. Ở đây là cái file artboard số 02 này. Các bạn xuất file bình thường giúp mình. Artboard là số 02 này, là cái phần hiệu ứng này. Và các bạn hãy để tên của nó, mình sẽ để tên là không khẩu trang, ẩn cái hình khẩu trang đi, xếp vào. Và nhớ nhá, khi mà các bạn xuất file, các bạn vẫn cứ để hệ RGB bình thường giúp mình, đừng có để sang CMYK làm gì. Cái resolution có nghĩa là cái số pixel trên một cái điểm ảnh, thì cái hình ảnh này nó sẽ đảm bảo cho các bạn cái việc là in nét. Nhưng giả sử các bạn mà để là 72 thì cái ảnh nó sẽ không nét bằng. Các bạn biết tại sao không? Các bạn có thể hình dung là trên cùng một cái diện tích, nếu như bạn giải 72 cái hạt ngô vào, ví dụ trong một cái mét vuông chẳng hạn, 72 hạt ngô vào là nhìn nó sẽ bị loãng đúng không? Còn khi mà các bạn giải nó là 300 hạt ngô vào chẳng hạn, thì cái điểm ảnh của chúng ta sẽ dày hơn, và cái mật độ dày như vậy thì nó sẽ làm cho cái ảnh của chúng ta nét hơn. Nên là các bạn phải hiểu thật là đúng về cái resolution nhá. Cái này rất là quan trọng. Nếu như bạn nào mà mới bạn xuất file mà bạn không hiểu cái resolution này để làm gì, thì bạn cũng nên tìm hiểu để chúng ta hiểu chính xác về nó và chúng ta làm cho nó thật là đúng đắn. Chúng ta tìm hiểu một lần thì chúng ta sẽ sử dụng cái kiến thức đó mãi mãi mà. Nên là các bạn hãy chú ý nhá. Mình sẽ để là 300 nhá. Sau đó các bạn hãy ấn OK giúp mình. Nhớ này, quality là mình sẽ để là 10 maximum, có nghĩa là độ phân giải cao nhất có thể. Sau đó các bạn ấn OK nhá. Các bạn mở cái file ảnh mà các bạn vừa xuất ra ở trên RGB nhìn nó rất là xinh đúng không? Xinh xắn này. Các bạn hãy mở nó bằng Photoshop đi ạ. Song song với cái việc là các bạn mở bằng Photoshop thì các bạn hãy mở cho mình dưới dạng hình ảnh đi. Cái so sánh là cái quan trọng. Cái này là nó sẽ giúp cho các bạn hiểu là ở trên RGB nó khác so với CMYK như thế nào. Mình sẽ cho cái này nó bé lại. Các bạn ấn Ctrl L giúp mình nhé. Các bạn hãy chọn cho mình vào cái điểm màu sáng, cái màu trắng đấy này. Các bạn kéo sang phía bên tay trái, giảm bớt nó xuống. Giảm bớt nó xuống. Các bạn click vào preview thì chúng ta sẽ nhìn nhé. Tại sao mình lại sử dụng cái lệnh level? Có nghĩa là cái lệnh level này mình muốn là cho cái màu của chúng ta nó bớt xỉn hơn. Tại vì sau khi chuyển sang cái từ RGB sang CMYK, cái màu nó sẽ rất là xỉn. Và các bạn cũng để ý thấy một điều là cái khu vực cái màu này nó sẽ chuyển sang màu xanh tím. Vậy thì các bạn hãy làm cái bước đầu tiên là các bạn hãy giảm cái phần màu sáng này xuống để cho nó tăng cái độ sáng của cái hình ảnh lên. Nghe là ngược, nhưng mà khi các bạn cứ thực hành đi là các bạn sẽ nhìn thấy là mình nói là chính xác luôn đấy nhá. OK này, khi chúng ta đặt vào cạnh nhau nhá. Cái này này,
của chúng ta đang bị xanh tím. Còn cái màu xanh này của nó cũng hơi hơi xanh tím, nhưng mà nó không xanh đậm bằng. Vậy thì chúng ta sẽ phải giảm bớt cái phần xanh tím ở đây đi. Thì khi đến đây các bạn lại phải có một chút kiến thức về cái phần màu sắc. Các bạn hãy vào Image Adjustment này, Selective Color này. Các bạn hãy đánh giá cho mình nhé. Với cái khu vực màu xanh tím này thì các bạn hãy chọn cho mình vào cái màu blue. Đây là cái màu hiện tại này. Các bạn giảm màu đỏ đi. Các bạn nhìn thấy không? Khi các bạn giảm đi 6%, phần màu xanh của chúng ta nó đã bớt tím đi rồi. Các bạn hãy giảm đến cái phần mà các bạn chấp nhận được. Đến đây 11% có vẻ như là hơi nhiều đó. Mình chỉ để là khoảng 8 thôi. Ok, mình để là 8 nhé. Vậy là mình đã chuyển xong rồi đấy. Và các bạn hãy so sánh đi. Đây là hai cái phần màu. Và các bạn sẽ nói với mình là cái phần màu này nó sẽ nhạt hơn cái phần màu này đúng không? Nhưng mà khi mà in á, thì cái phần màu chúng ta mà chỉnh CMYK này, nó sẽ ra đậm đúng như cái màu RGB của chúng ta. Đó, nó hay ở cái chỗ đó đó các bạn. Cái kinh nghiệm này thì do là mình gửi file in nhiều ạ. Mình làm cái quá trình mình chuẩn file nhiều á, thì mình sẽ rút ra được cái kinh nghiệm. Ngoài về cái phần màu ở đây ra ấy, thì những cái khác gần như là nó còn nguyên nhé các bạn nhé. Và các bạn phải biết một điều là trên cái hệ màu CMYK nó sẽ không thể tươi sáng như cái hệ màu RGB được đâu các bạn nhé. Đến cái phần màu sắc mà ưng ý rồi thì các bạn hãy Ctrl S lại giúp mình. Các bạn hãy để dạng tip save lại. Ok. Và cái phần này nhá, mình sẽ để sang phía bên ngoài. Các bạn hãy vào file này, vào color mode CMYK đi. Đây, mình sẽ để vào đây cho các bạn so sánh này. Mình sẽ kéo cái phần hình ảnh vào để cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn thấy không? Đây chỉ là một cái rất là nhỏ trong cái công việc của chúng ta hàng ngày thôi. Hàng ngày chúng ta phải giải quyết rất là nhiều công việc và không ít cách chuyển sang á, thì có mà đền tiền thì có mà gọi là vỡ mặt luôn. Vậy thì các bạn sẽ hỏi mình là nếu như mình làm ở trên Photoshop thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì thực ra Photoshop á, thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Đây chính là cái màu RGB này, còn đây là cái màu CMYK. Vậy thì đến đây á, thì có một cái sự thật mà bắt buộc các bạn phải chấp nhận, đó chính là dù các bạn có sử dụng các cái công cụ ví dụ như là Covert này, là chúng ta sẽ tăng độ tương phản này, Level này, sẽ tăng cái độ tươi sáng này, hoặc là Adjustment Selective Color, có nghĩa là mình sẽ thay đổi chính xác một cái màu nào đó về cái màu gốc, thì những công cụ đó không phải lúc nào nó cũng có tác dụng các bạn nhé. Không phải lúc nào nó cũng hữu hiệu trong mọi trường hợp đâu, mà có những cái trường hợp chúng ta phải chấp nhận nó. Và mình sẽ minh chứng cho các bạn là tại sao cái trong cái trường hợp này nó lại không được. Image này, Adjustment này, Selective Color. Đây, đến đây á, thì cái phần này thì các bạn chọn cho mình cái màu xanh cyan nhé. Các bạn tăng cái màu xanh lên hoặc là giảm cái màu xanh đi. Những cái đường sáng ở phía dưới cái chữ có này là đây này, nó hầu như nó không thay đổi gì cả, nó vẫn cứ như vậy thôi. Hoặc là các bạn có thể chuyển sang blue. Xong màu blue này thì các bạn ví dụ như giảm đây, các bạn click vào đây này, cái màu xanh của các bạn thay đổi, màu đỏ các bạn thay đổi, thì nó cũng không có thay đổi gì hết. Có nghĩa là với cái file này nó là vô tác dụng. Cái nét của nó mà mảnh như này thì khi mà các bạn chuyển từ RGB sang CMYK thì nó hầu như nó không có tác dụng gì cả. Nó chỉ có tác dụng với những cái hiệu ứng, cái mảng của nó lớn hơn và những cái đường nét của nó sẽ nhiều hơn, dày đặc hơn. Còn nếu như với cái đường nét mà mảnh như thế này thì các bạn phải hiểu một điều là nó gần như không có tác dụng gì đâu. Thành ra là các bạn làm thì các bạn hãy cân nhắc, nếu như một cái nét nó mảnh như vậy thì các bạn bắt buộc phải in thì phải để CMYK ngay từ đầu, chúng ta có như nào dùng như vậy. Còn nếu như bạn nào mà có cách hay hơn, có cái cách nào mà nó tốt hơn á, thì các bạn hãy comment cho mình ở phía bên dưới để mình sẽ tham khảo. Nên là đối với mình á, thì cái công đoạn này á, đối với một người thiết kế nó rất quan trọng. Nó quan trọng bởi vì sao? Vì những cái thương hiệu lớn, ví dụ như Heineken này, hoặc là Tiger Beer này,
Đặc biệt là những bạn nào mà làm đến sự kiện á, thì các bạn sẽ thấy là cái sự quan trọng của cái việc mình sử dụng các cái hiệu ứng này, nó sẽ làm cho những cái người diễn giả, nó sẽ làm cho những cái background của chúng ta nó sẽ đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Mà cái CMYK nó sẽ hạn chế của chúng ta rất là nhiều thứ. Mình nghĩ là nội dung cũng đến đây là kết thúc rồi nhỉ. Và nếu như bạn nào mà cảm thấy yêu thích cái nội dung của mình đang chia sẻ này, thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng là ra video đều đặn và có những cái video hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Hẹn gặp lại.